Kính thưa các quý vị, thưa các bạn, thưa toàn thể các đồng chí, tôi rất may mắn là được tham gia quân đội trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, sau đó những năm hòa bình thì được vào các trường cơ bản của quân đội, rồi được về làm cán bộ nghiên cứu lịch sử quân sự, lịch sử chiến tranh, nhiều năm ở Viện Lịch sử Quân sự và nhiều năm được làm trợ lý thư ký phục vụ đại tướng nguyên chủ tịch nước Lê Đức Anh, được gần các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước. Suốt một thời kỳ công tác như vậy, với một cái tư duy của người làm lịch sử, cho nên chúng tôi nói chung và tôi nói riêng cũng thích chiêm nghiệm và rút ra những vấn đề gì đó có tính quy luật. Nhân hôm nay đất nước đang có một cái sự kiện tương đối trọng đại, đó là Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tổ chức hội nghị lần thứ 8 và cùng lúc xảy ra một việc buồn là đồng chí Tổng Bí thư, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ trần trở về với Bác Hồ. Thì hai cái sự kiện này tự nhiên lại kích vào trong tâm tưởng của tôi, suy nghĩ với một vài những cái sự kiện mà mình đã rút ra cái thời gian hoạt động của mình. Thì hôm nay nhân cái dịp này xin tâm sự bộc bạch với các bạn, các quý vị đôi điều có tính, vừa có tính chất quy luật, vừa có là một kỷ niệm để chúng ta trao đổi mạn đàm với nhau, có thể rút ra một điều gì có lợi, có lợi ích cho mình chăng. Và xin đi thẳng vào vấn đề. Một là chúng tôi chiêm nghiệm là Đảng mình thì qua 12 kỳ đại hội, nhưng mà có ở là người phục vụ các đồng chí ở Trung ương thì thấy rõ là cứ những kỳ đại hội mà có số chẵn là thường là căng thẳng hơn những kỳ đại hội có số lẻ. Ví dụ đại hội 10, đại hội 12 hoặc trước đây đại hội 8, vân vân. Vì sao như vậy? Thì tôi rút ra có hai nguyên nhân. Một là khi số chẵn, tức là đã trải qua hai nhiệm kỳ, mà mỗi nhiệm kỳ của Đảng mình thường là 5 năm, tức là qua 10 năm, thì lúc đó tình hình xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý điều hành của bộ máy nhà nước thì nó vận động biến chuyển không ngừng. Và sau 10 năm thì toàn Đảng, toàn dân ta thấy rõ là những cái gì thành công và những cái gì chưa thành công, những cái gì mà là ưu điểm thế mạnh và những cái gì còn tồn tại khuyết điểm, là những cái gì khó khăn đang hiện hữu mà làm cản trở cái bước đi lên của xã hội. Thì cần phải 10 năm đủ cho Đảng và nhân dân nhìn nhận lại và cần phải điều chỉnh lại đường lối chính sách, tất cả các mặt để mà điều hành xã hội nó phát triển đi lên tốt hơn. Đó là một cái nguyên nhân thứ nhất. Cho nên là đại hội năm chẵn sẽ thay đổi nhiều nhiều hơn, và kể cả có những vấn đề rất lớn, có những vấn đề rất mới ở trong đề cương chính trị của mình, trong đường lối lãnh đạo của Đảng. Cái thứ hai là đại hội năm chẵn thường là thay đổi hàng loạt nhân sự chủ chốt ở Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bởi vì sau hai nhiệm kỳ thường là lúc đó các đồng chí ở các cương vị chủ chốt đều đã đến cái tuổi nghỉ, là thay gần như là thay một thế hệ, cho nên là vấn đề nhân sự nó cũng đưa đến là một cái không khí căng thẳng. Còn cộng với là có những kỳ đại hội, đặc biệt trước đây khi mà chúng ta chưa bình thường hóa quan hệ với Mỹ và chưa có những thời gian chưa bình thường hóa với Trung Quốc, thì cái độ căng thẳng nó càng cao, bởi vì các thế lực lực thù địch là cũng nhằm vào trước thềm các đại hội để chống phá ta.
Cho nên là rút ra một cái quy luật đầu tiên tôi thấy là nó cứ lặp đi lặp lại, thế thì là những đại hội năm trận là những đại hội căng thẳng hơn những đại hội năm lẻ. Những đại hội năm lẻ, ví dụ đại hội 9, đại hội 11 luôn thì cũng thay, nhưng mà thay một số ít đồng chí thôi, còn nhiều đồng chí ở cương vị chủ chốt tiếp tục một nhiệm kỳ nữa. Đấy, thì nó làm cho không khí nó dịu dàng hơn. Cái điểm thứ hai là về nhân sự như tôi nói. Đấy, thì bây giờ càng ngày về vấn đề nhân sự thì lại càng càng nổi lên, càng nổi lên. Bởi vì nó quy luật nước nào vậy, và đặc biệt với một cái đặc điểm của đảng cầm quyền mà gần đây là như đảng mình đã nhận định là cái nạn từ cái chủ nghĩa cá nhân cho chi phối, nên cái nạn chạy chức chạy quyền là càng ngày càng diễn biến phức tạp. Cho nên mỗi kỳ đại hội thì vấn đề nhân sự lại càng 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 có thể nói dùng một từ là khốc liệt, là phức tạp, làm cho cái không khí đại hội nó căng thẳng. Nên các đồng chí thấy là ngày xưa các đại hội trước đây chỉ đến hội nghị 10 là bắt đầu vào chủ bị và khai mạc được, sau dần dần là đến hội nghị 11 rồi 11B, rồi đến đại hội là như đại hội 10 trước đây là đại khóa 9 để lên đại hội 10 là đến đại hội hội nghị 12, mà thậm chí đến ở khóa 11 thì cái hôm 12B, và đến cái đại hội 12 vừa rồi là chúng ta ban chấp hành trung ương đương nhiệm phải hội nghị đến đến hội nghị thứ 14 à, sau đó bắt đầu mới vào chuẩn bị và khai mạc đại hội được, thì chứng tỏ cái sự căng thẳng nó càng ngày nó càng nâng cao, càng 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 cường độ và cái phạm vi cái mức độ nó càng càng lớn, cái sự căng thẳng càng lớn. Đấy là với người nghiên cứu lịch sử thì tôi thấy có một cái hiện tượng mà nó gần như là quy luật. Thế còn đi vào cụ thể lần này thì tôi rất là hôm nay nghe tin hội nghị trung ương khóa 8 của trung ương lần thứ 8 của khóa 12 này đã nhất trí cao để giới thiệu mấy quốc hội bầu đồng chí tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kiêm luôn chức chủ tịch nước, tức là chúng ta thực hiện nhất thể hóa hai cái chức vụ. Mà cái việc này do được ở với các phục vụ các đồng chí cao cấp và ở trung ương, cho nên tôi được biết là cái ý tưởng nhất thể hóa hai chức vụ chủ tịch nước và tổng bí thư đã có từ cuối của khóa 9 và chuẩn bị cho đại hội khóa 10 thì đã có bàn bạc, có dự kiến. À, cho đến tận bây giờ sự việc xã hội và đảng mình vận động cho đến bây giờ, như một số người bình luận cho là đến thời điểm này là chín muồi. Đấy, thì hôm nay ban chấp hành trung ương khóa 8 đã nhất trí cao cái điều đó, thì đối với riêng tôi là người nghiên cứu lịch sử thì tôi nghĩ là người ta dùng một cái từ bình luận là tình hình nó đã đến lúc chín muồi để diễn ra cái này thì tôi thấy cũng có lý và đúng. Thì bản thân tôi cũng hoàn toàn hoan nghênh cái việc này và cũng đồng tình. Nhưng mà nhân đây gợi lại cho tôi một cái kỷ niệm, như tôi nói là cái năm trận còn là cái khóa 10 là rất căng thẳng, là lúc đó là chúng ta vẫn ở trong tình trạng bị Mỹ bao vây cấm vận, mà Mỹ bao vây cấm vận chưa phá cấm vận và chưa bình thường hóa với mình, thì cả cái các cái khối Tây Âu, Đông Âu là từ trước nay nó cứ nhìn theo Mỹ mà làm, mà cho nên là vẫn quay lưng lại với Việt Nam. Tình hình mình muốn mở mang ra để phát triển kinh tế, liên minh, liên kết, hợp tác với các nước cũng còn khó khăn. Cái thời kỳ đại hội 10 rồi các cái thế lực thù địch là nó tuồn đô la, tuồn mọi các cái thứ âm mưu thủ đoạn vào, mà nó lại dùng kích động và mua chuộc nhiều người ở trong cán bộ nội bộ mình để làm đơn từ kiện cáo rồi tờ rơi rồi tung tin rồi làm đủ mọi các cái thứ để mà phá cái đại hội đảng khóa 10. Mà lúc ấy tôi nhớ rất rõ là có nhiều tờ truyền đơn nó nói rõ là phải phá tan cái ban chấp hành khóa 10, mà muốn như vậy là phải hạ gục mà đánh bại cái thần tượng mà những cái bậc cha chú của nó, tức là các cái
các vị lãnh đạo của các cái kiếp trước, đặc biệt là hai cái khóa, khóa 7, khóa 8. Trong đó mục tiêu số 1 là Lê Đức Anh, mà lúc đó tôi đang là người trợ lý phục vụ đồng chí Lê Đức Anh, thì tôi nói là thời kỳ ấy rất căng thẳng, rất căng thẳng. Có nhiều cái việc mà đồng chí Lê Đức Anh cử tôi đi làm việc này là kia, mà bác Lê Anh nói là chú chỉ đi một mình, biết một mình, cho nên là trước đó tôi lại phải học lái xe, tự lái xe hơi, mà nhiều đồng chí bộ anh chị nói là cậu không được, anh không được đi xe máy mà phải đi ô tô cho an toàn, mà có những cuộc là phải hẹn bạn bè là ra ngã tư nào đấy đúng cái giờ đó là tôi nhảy sang xe của bạn ấy mà tôi lái, còn bạn lấy xe của tôi là biển xanh hoặc là biển đỏ, quân đội là đi dễ sang một hướng khác. Lúc đó nó căng thẳng vô cùng như thế. Thì lần đó cũng trong cái dự kiến, dự thảo của báo cáo chính trị cũng có nhiều cái rất là mới, đổi mới. Trong đó hai cái nội dung mà các đồng chí lão thành là rất quan tâm, mà thường trước kỳ đại hội là ban chấp hành đương thời là có đều có công văn, có thư để kính gửi các đồng chí lão thành là góp ý với trung ương trước thềm đại hội. Một là góp ý về báo cáo chính trị, hai là góp ý về nhân sự. Thì đồng chí Lê Đức Anh, đồng chí Đỗ Mười, đồng chí Võ Văn Kiệt là đều nhận được một cái thư của ban chấp hành trung ương, bộ chính trị, ban bí thư của cái khóa 9 là đề nghị góp ý. Thì cái không khí lúc đó là tôi thấy rất là căng thẳng, người ta kẻ địch nó cũng xen vào, nó chống phá rất là nhiều, nhiều thủ đoạn, nhiều hình thức, mà bản thân tôi cũng được giao nhiệm vụ là đi tìm hiểu để báo cáo với thủ trưởng của mình, rồi báo cáo với bên cơ quan tình báo chiến lược Tổng cục 2 để cùng với bàn với bên ngoài trung ương và bên Bộ Công an để chống phá, là làm hạn chế thủ tiêu bỏ những cái âm mưu phá hoại của nó. Thì đi vào cụ thể cái kỷ niệm mà tôi được trực tiếp trải nghiệm, mà hôm nay nó lại kích thích tôi nhớ lại, là có hai sự kiện như tôi vừa nói lúc nãy, là Trung ương bầu một đồng chí Tổng Bí thư bây giờ để giới thiệu với Quốc hội kiêm nhiệm chức Chủ tịch nước, tức là thực hiện cái nhất thể hóa. Cái thứ hai là cùng lúc là nhà nước chính thức công bố lễ tang đồng chí Tổng Bí thư Đỗ Mười. Thì tôi nhớ rất rõ hồi đó là đồng chí Lê Đức Anh và đồng chí Đỗ Mười là hai đồng chí trong thường vụ của Bộ Chính trị khóa 7, khóa 8 ấy, thì lúc đó cũng rất là trăn trở và lo lắng. Hai cụ khi thì đồng chí Lê Đức Anh nói tôi đưa sang thăm và trao đổi với bác Đỗ Mười ở 11 Phạm Đình Hổ. Khi thì bác Đỗ Mười sang bên nhà khách Bộ Quốc phòng để trao đổi với đồng chí Lê Đức Anh. Hai cụ cứ gặp nhau và trao đổi như con thoi. Cũng có lần là hai cụ là trao đổi riêng, có những lần là đề nghị tôi cùng đi. Thì tôi thấy là các đồng chí lão thành đã già nghỉ rồi nhưng mà cũng vẫn chưa được nghỉ, với trách nhiệm rất cao và với đề nghị tha thiết của các đồng chí lãnh đạo đương thời, thì còn có cái điều kiện tham gia góp ý gì thì các đồng chí Lê Đức Anh, như Lê Đức Anh, Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt v.v. đều suy nghĩ rất kỹ và góp ý những cái cũng tôi thấy cũng rất đích đáng. Thì lúc đó có một cái kỷ niệm như này là đại tướng Lê Đức Anh thì tôi thấy cứ trăn trở, có thể nói một cái từ là gần như là thiếu ăn thiếu ngủ là suốt mấy ngày liền, và đến cái phút ngã ngũ rồi thì nói tôi là soạn cho bác cái thư để gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, mà đồng chí Lê Đức Anh chỉ trong gọn cái thư chỉ góp ý có một nội dung, tức là hãy giữ nguyên, không thay đổi như dự kiến, mà giữ nguyên cái lời, cái đoạn mào đầu của điều lệ đảng. Và đồng chí Lê Đức Anh nói với tôi, phân tích tôi hai ý. Một là nếu như nhà nước thì cái bộ luật là cái luật cơ bản của tổ chức nhà nước, thì đối với đảng, điều lệ đảng là cái bộ luật cơ bản của Đảng Cộng sản. Cho nên từng câu, từng chữ, từng chương một là rất quan trọng. Cách đây hơn 30 năm, Khrushchev lần đầu tiên thay đổi từ Đảng Cộng sản là Đảng
là đội tiền phong của cái giai cấp công nhân trở thành Đảng Cộng sản là đội tiền phong của toàn dân tộc, tức là từ của giai cấp công nhân chuyển thành của toàn dân tộc, thì từ đó bắt đầu nó vận động, nó chuyển biến, và hơn 30 năm sau đến thời kỳ Gorbachev thì Liên Xô sụp đổ, Đảng Cộng sản Liên Xô hầu như là tan rã. Đau xót lắm. Thì Đảng mình bây giờ lại có hiện tượng, có dự thảo. Cái câu chữ thì nó khác của ông Khrushchev thời kỳ đó của Liên Xô, nhưng mà ý nghĩa của nó cũng gần như là bây giờ muốn đổi thành Đảng Toàn dân thì không được. Thì bác Lê Anh là đau đớn cái này ghê gớm lắm. Và nói tôi soạn xong rồi, sau khi bác sửa chữa đầy đủ, hai thầy trò là sửa hoàn chỉnh xong xuôi, thì Đại tướng Lê Anh nói tôi là trước khi gửi cho Bộ Anh chị thì Hòa tham khảo ý kiến của anh Đỗ Mười và anh Võ Văn Kiệt cho bác. Thế tôi xin vâng. Và về đồng chí Võ Văn Kiệt thì ở trong Nam thì tôi gửi chuyển phát nhanh. Và riêng bác Đỗ Mười thì tôi gọi điện cho bác Đỗ Mười, lúc đó là xong xuôi bản thảo thì cũng gần trưa rồi. Thì tôi bảo thưa bác, bây giờ có cái việc là con sẽ đầu giờ chiều con xin sang gặp bác để tham khảo ý kiến bác về cái văn bản của bác Lê Đức Anh góp ý với Bộ Chính trị Ban Bí thư trước thềm đại hội. Thì nó ngắn gọn thôi, nhưng mà theo ý bác Lê Đức Anh là muốn xin ý kiến của bác trước khi gửi cho Bộ Chính trị. Thì bác Đỗ Mười lại nói chú sang ngay bây giờ. Thì tôi bảo thưa bác là bây giờ 11 giờ kém rồi, con sang nơi cũng đi nhanh cũng 11 giờ 10 phút rồi, thì là đúng giờ nghỉ trưa của bác, con định đầu giờ chiều, cho nên con báo cáo xin bác trước như thế để bác bố trí thời gian giúp con. Thì bác bảo không, Hòa sang ngay đi. Thế tình hình lúc đó căng thẳng đến mức là tôi phải nói với bác Mười bây giờ trời nó đang lấn phân mưa, xin thưa bác vì tình hình nó căng này cho nên là bác Anh dặn con là không có đi ô tô, không có đi biển xanh hoặc là biển đỏ quân sự người ta biết rồi, mà con sẽ đi bằng xe Honda, mặc áo mưa và đi bằng đường từ đường bờ đê, xong con xuyên vào luôn trong đó vào chỗ nhà bác luôn. Bác nói với bảo vệ anh Nghị với anh Thanh là căn cái giờ khoảng 15 phút thì mở sẵn cổng, con phi xe máy vào sân luôn và đóng cửa luôn. Thế bác bảo được rồi, Hòa cứ sang đi. Thì đấy là một kỷ niệm, tôi có xin kể chi tiết thế để biết là cái không khí lúc đó nó căng thẳng như thế nào. Thì sang nơi sau, tôi bảo bây giờ bác Anh là có cái thư gửi Bộ Anh chị với cái nội dung này, con xin đọc nguyên văn. Thì sau khi đọc cho đồng chí Đỗ Mười nghe thì đồng chí Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười bảo bác nhất trí hoàn toàn, không có tham gia gì nữa. Tốt. Thế sở dĩ bác bảo Hòa sang ngay vì bây giờ đúng giờ nghỉ trưa thì đúng như thế, nhưng mà đầu giờ chiều bác đã hẹn là chiều nay là bác vào gặp trực tiếp Bộ Chính trị Ban Bí thư, cái hội nghị Bộ Chính trị bác phải góp ý ngay. Bây giờ các đồng chí đang định là nhất thể hóa, tức là gồm Bộ Biên Tổng Bí thư và Chủ tịch nước là một, thì bác thấy tình hình này là nó chưa phù hợp, không được. Từ trước đến nay là mình là tứ trụ, tức là bốn lĩnh vực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, mỗi anh một trọng trách một lĩnh vực. Và bốn anh đó thì có một cái điểm là mình phải thấy là Trung Quốc thì họ nhất thể hóa lâu rồi, nhưng phải nhớ là Trung Quốc làm công tác cán bộ họ rất cơ bản, rất căn cơ. Cho nên ngay từ khi mới là bí thư huyện ủy, người ta đã phát hiện ra Hồ Cẩm Đào, người ta bồi dưỡng rèn luyện, cho đến bây giờ với có được một Hồ Cẩm Đào vừa là tổng bí thư vừa là chủ tịch nước như vậy. Chứ mình ở Việt Nam mình là công tác cán bộ chưa có căn cơ lâu dài cơ bản, cho nên mỗi kỳ đại hội là cứ xem tất cả các địa phương rồi các bộ ban ngành anh nào khá lên thì nhót, thì như vậy là bây giờ phải vẫn cứ để bốn này, bốn góc, bốn trách nhiệm. Để khi mà một anh nó làm sai thì ba anh nó đấu thì anh kia nó phải nghe. Chứ bây giờ nhập hai cái chức lại thì cái anh Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước to quá, hai anh kia tự nhiên là nó mặc cảm và nó không dám đấu tranh. Quyền tập trung phần lớn là ở anh này.
thì hai anh kia không dám đấu tranh. Như vậy là rất dễ. Một là quy luật của đảng mình, quy luật phát triển, Marx đã chỉ ra mà khi đến Chủ tịch Hồ Chí Minh là quán triệt và xây dựng bao nhiêu năm cái đảng mình vững chãi là ở cái quy luật là đấu tranh, là quy luật tồn tại và phát triển của đảng. Mà bây giờ thủ tiêu hoặc là hạn chế đấu tranh thì sẽ làm cho đảng yếu, mà ở bộ phận cao nhất chóp bu của đảng mà lại hạn chế đấu tranh thì rất là nguy. Cho nên là nếu bây giờ nhất thể hóa một anh quyền to và hai anh vừa vừa như thế, hai anh kia nó không dám đấu tranh thì dần dần sẽ đi đến chủ tiêu đấu tranh. Thứ hai là cái anh kia nó dễ dần dần sẽ trở thành độc tài thì rất nguy hiểm. Cho nên tình hình hiện nay cái ý định đó là ý định tốt và nó có thuận lợi cho việc đối ngoại, nhưng mà tình hình đảng ta là chưa phù hợp, có thể một hai nhiệm kỳ nữa. Cho nên là lúc này bác sẽ vào, bác có ý kiến với các đồng chí đó là hãy nghiên cứu xem xét cho kỹ, nghiên cứu xem xét cho kỹ là nên vận dụng và thực hiện cái này nên chưa, hay để lùi lại một chút nữa. Thì hôm đó là đồng chí Đỗ Mười thì có trao đổi với tôi như thế, thì cũng mình cũng thấy rất vinh dự là không bao giờ được ngồi mà được các đồng chí cao cấp và trao đổi ngang hàng những ý tưởng, vì do được cái trách nhiệm đồng chí Lê Đức Anh cử sang thông qua đồng chí Đỗ Mười cái thư. Cho nên là nhân đó là bác Đỗ Mười muốn nói là vì sao là bác bảo sang ngay giờ dự nghỉ trưa để đầu giờ là bác vào góp ý bộ anh chị, thì qua đây tôi thấy là lúc đó tình hình lúc đó và ý kiến của đồng chí Đỗ Mười tôi cho cũng có những cái lý của đồng chí, và những người đề xuất ra nhất thể hóa cũng có những cái lý của người ta. Nhưng mà riêng ý kiến của tôi với người tư cách là người nghiên cứu lịch sử quân sự thì tôi thấy như thế này: khi mà cái công tác tổ chức, công tác cán bộ, công tác nhân sự mà làm hợp khoa học, tức là đúng quy luật, thì sự vật phát triển. Còn nếu một là anh nóng vội hoặc anh trì trệ, nó đáng làm mà anh không làm thì là trì trệ, mà chưa nên làm mà anh đã làm thì nóng vội, cả hai cái thì làm cho ngăn cản sự vật không phát triển được, mà thậm chí là đi theo chiều ngược lại là không tốt. Đấy là một cái vấn đề về tổ chức, về nhân sự có tính quy luật. Cái thứ hai, bây giờ ba người lãnh đạo cao nhất hay bốn người cũng là quan trọng, nhưng mà không quan trọng bằng là chọn được đúng người có đủ phẩm chất và năng lực để ngồi ở vị trí đó. Cho nên nhân đây thì tôi cũng xin nói hai ý kiến ở đây là khi mà bắt đầu, đây là một sự thay đổi rất lớn, nó sẽ đi vào lịch sử của đảng và nhà nước ta, thì khi thay đổi sang một cái cơ chế cấu trúc mới của bộ máy lãnh đạo thì phải chọn người đúng phẩm, đủ phẩm chất năng lực để làm tròn trách nhiệm đó. Cái thứ hai, khi mà áp dụng cái cơ cấu này thì đồng thời phải nên sửa ngay những cái cần sửa trong điều lệ đảng và trong các cái văn bản luật. Có thể bộ luật cơ bản mình thấy chưa sửa, nhưng mà có những văn bản dưới luật là phải sửa, bởi vì để mà gì? Một là cho cái người đó là có đầy đủ điều kiện phát huy hết cái trách nhiệm của mình. Cái thứ hai là cũng có một cơ chế giám sát, kiểm soát và giúp người ta để ngăn chặn cái xu hướng độc tài. Cái này vô cùng quan trọng đấy. Và có một cơ chế như thế nào để vẫn mở rộng được đấu tranh dân chủ. Bởi vì đấu tranh là quy luật tồn tại và phát triển của đảng. Đặc biệt là đối với những đồng chí ở bộ máy cao nhất là Ban Chấp hành Trung ương, và cao hơn nữa là Bộ Chính trị, và cao tuyệt đỉnh cao là Thường vụ Bộ Chính trị. Và bây giờ tới đây mà nhất thể hóa là ba người: Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, đồng thời Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội, ba người đó thì phải có một cơ chế mới để làm sao là có cái vừa động viên cái người thực quyền, người ta phải có thực quyền để người ta làm,
nhưng mà đồng thời cũng phải có một cái cơ chế giám sát kiểm soát để ngăn chặn những cái xu hướng tiêu cực, những xu hướng mà có thể diễn biến nhanh chóng trở thành độc tài. À, trở thành độc tài thì có như vậy thì Đảng ta mới phát triển tốt và đúng với nguyện vọng của dân tộc. Thứ hai là tôi đề nghị thế này, là bây giờ thay đổi thì chưa được, nhưng mà có lẽ chúng ta theo dõi và góp ý để tới cái kỳ đại hội 13 thì nên bổ sung vào cái điều lệ của Đảng. Thì từ lâu mình xác định là cơ chế của nước ta là cơ chế một đảng lãnh đạo, đảng lãnh đạo tuyệt đối toàn diện, đúng không? Thì tất cả những cái gì, nghĩa là câu chữ như nào thì do các cái nhà soạn thảo, nhưng mà ý của tôi nói là những cái gì thành công của đất nước thì công đầu tiên đó là sự lãnh đạo của Đảng, nhưng những cái gì mà thuộc về tồn tại khuyết điểm thì Đảng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Cái đó rõ rồi, bởi vì tất cả xã hội, tất cả guồng máy là theo dưới cái sự lãnh đạo của Đảng, thì anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nếu như vừa rồi ví dụ trong thành phố Hồ Chí Minh này xảy ra, bắt đầu xảy ra lâu rồi nhưng bây giờ mới nói rõ ra và bây giờ mới làm rõ cái vụ ở Thủ Thiêm ấy. Tôi nghĩ là đồng chí nguyên bí thư cũ lại nói là anh nào khuyết điểm thì anh phải chịu, thì như vậy là nói như thế là tôi thấy quá vô trách nhiệm và tầm thường. Ở trong thành ủy này là người lãnh đạo tối cao là ban chấp hành đảng bộ, mà người chịu trách nhiệm lớn nhất là đồng chí bí thư. Mà xảy ra cái thời kỳ đó, cái vụ đó thì đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh phải chịu trách nhiệm trước toàn dân thành phố Hồ Chí Minh, mà trước đảng, trước toàn dân toàn quốc. Mà bây giờ đồng chí không đứng ra xin lỗi thì đồng chí bí thư hiện tại dù là không gây ra cái đó nhưng bây giờ đang đương nhiệm là bí thư phải thay mặt các hai kiếp lãnh đạo trước đây mà xảy ra cái vụ đó phải xin lỗi dân đi. Mà mình càng xin lỗi thì dân càng đồng cảm và càng nhất trí, chứ không có vì xin lỗi mà mình yếu hèn đi, mà để xác định rõ đó là mình nhận rõ là trách nhiệm của Đảng. Cái hay như trước đây người ta cứ nói là mất mùa thì đổ tại thiên tai, được mùa thì nói là thiên tài Đảng ta, thì không, thì không được, mà bây giờ Đảng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm những cái gì tụt hậu, những cái gì khuyết điểm, những cái gì trì trệ của đất nước, tệ nạn xảy ra vân vân, Đảng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Còn những cái gì thành công thì toàn bộ nhân dân cả cả thế giới người ta cũng ghi nhận đó là công lao đầu tiên là của sự lãnh đạo của Đảng, như thế nó mới sòng phẳng. Thì nhân đây thì nhân cái sự kiện hôm nay thì tôi cũng xin trao đổi mạnh dạn với toàn thể các quý vị các bạn và các đồng chí cái suy nghĩ của tôi với tư cách là người nghiên cứu lịch sử quân sự và người được giúp việc cho các đồng chí lãnh đạo cao cấp của nhà Đảng nhà nước một thời kỳ. Xin cảm ơn.